Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Đàn mặt, người chết hồi sinh, chương 12. Văn Bình đang khom lưng thì Von Hope nhổm dậy, bàn tay xương sầu vung tròn chụp cứng cổ chàng, bóp chặt như gọng kềm sắt. Né tránh không kịp, chàng chỉ còn cách vẫy vùng cho gọng kềm tuột ra, nhưng càng lúc gọng kềm càng siết chặt. Trong khoảnh khắc, nếu chàng không gỡ được thế khóa hiểm ác này, chàng sẽ bất tỉnh vì máu không thể đưa lên óc, dưỡng khí bị thiếu hụt. Chàng bèn quỳ một chân, dùng nó làm điểm tựa để đứng phóc lên, đồng thời kéo bật Von Hope ra sau. Sức kéo của chàng mắt đến nỗi Von Hope bay bổng qua khỏi vai chàng, nhưng bàn tay hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chàng. Tuy nhiên, chàng cũng đã xoay tròn được 180 độ, khiến Von Hope bị sái cườm tay. Hắn thả chàng ra, chàng sâu hắn với sức mạnh của sự căm hờn và của 20 năm tập luyện nội kình. Chàng đã giành phần thắng. Von Hope bay qua khung cửa lớn vừa mở. Von Hope không bị gãy xương như Văn Bình toan tính. Hắn uốn lưng như con tôm nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng. Khi ấy hắn ra đến giữa hành lang. Cách đó tên cận vệ người Nga đang tiếp tục dí súng áp đảo Nam Bu và bọn nhân viên vô tích sự. Von Hope có hai tên cận vệ, thì một tên đã bị Nam Bu bắn ngã, đang co quắp trên vũng máu, miệng không ngớt rên xiết. Von Hope chạy như bay ra vườn tối om, tên cận vệ còn lại rút theo chủ nhân, hắn lìa khẩu tiểu liên thành hình vòng cung, làm bọn Nam Bu bị bắn ngã như rạ. Hắn đã dành một sạc dơ để bắn tưới vào phòng Oisen. Văn Bình lọt vào giữa tầm đạn của hắn, nhưng chàng đã nhăn mắt ép sát tường. Tên cận vệ không chủ trương bắn chết tất cả, hắn chỉ bắn trận cho Von Hope thoát lên xe, một chiếc xe hơi chạy bằng ắc quy điện, đậu sẵn dưới dàn dây leo. Tiếng máy nổ dữ dội, Von Hope và đồng bọn đã tẩu thoát. Văn Bình toan rượt theo, thì Oisen đã gọi giật lại. Ông không bắt kịp họ đâu, trên đảo này không xe nào chạy nhanh bằng xe riêng của Von Hope, và lại con gái tôi đang bị thương ông ạ. Nana đang dựa vào tường mặt nhăn nhó, nàng chỉ đau đớn chứ không bị thương như Oisen nói. Chàng đỡ nàng ngồi lên ghế, nàng nhắm nghiền mắt với vẻ mệt mỏi khác thường. Sự trở mặt quá đột ngột của Von Hope đã làm nàng đau đớn gấp trăm lần những vết xây sát do đạn chỉ gây ra trên da thịt nàng. Nàng cần nghỉ ngơi một thời gian cho tâm tư lắng dịu. Nếu có chàng một bên, chàng sẽ giúp nàng lấy lại sức khỏe và hạnh phúc dễ dàng. Tiếc rằng chàng còn nhiều công việc phải làm. Nam Bu khập khiễng bước vào. Một viên đạn cắt đứt mảng đùi, máu chảy dầm dề nhưng xương vẫn còn nguyên. Bọn đàn em của hắn xui xẻo hơn, bị trúng đạn la liệt, nằm ngồi hỗn độn ngoài hành lang, rên la ầm ĩ. Văn Bình chào Oisen. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Nếu ông không cần gì thêm, tôi xin cứu. Oisen hỏi, ông đi ngay sao? Vâng, ông điện về Sài Gòn. Vâng, tôi sẽ đáp chuyến phi cơ sớm nhất qua Ba Lê lên đường về nước. Thành thật cảm tạ và ngợi khen ông. Nhân tiện xin nhờ ông hỏi thăm ông Tổng Giám đốc Hoàng. Như đã thỏa thuận, tôi xin gửi ông tấm chi phiếu. Oisen lấy dưới gối ra cuốn sổ. Chi phiếu 8 triệu đô la đã được viết sẵn nhưng chưa xé. Oisen trầm ngâm một phút đoạn lật sang viết trên tờ khác. Thay vì 8 triệu, ông viết 9 triệu đô la. Ông ký tháo rồi xé tờ check ra khỏi cuốn đưa cho chàng. Tôi biếu riêng ông 1 triệu. Tôi tin là ông không từ chối. Văn Bình nhét tờ check vào túi, thái độ dửng dưng hoàn toàn. Trong đời điệp viên hành động, chàng đã nhiều lần nắm trong tay những món tiền khổng lồ từ 5 đến 10 triệu Mỹ Kim trở lên, nên phản ứng lạnh nhạt của chàng không có gì quá đáng. Nhưng ít ra chàng cũng phải cảm ơn tỷ phú Oisen về khoản tiền 1 triệu đô la tiền thưởng. Tiền thưởng 1 triệu đô la là tiền buộc bọ lớn nhất chưa từng thấy trong những năm làm công của chàng. Vậy mà chàng không thốt nửa lời cảm ơn. Chàng lừng khừng ra cửa, quên cả bắt tay từ biệt ông chủ Oisen hào phóng. Oisen gọi giật lại. À, ông đại tá, ông còn quên một việc. Văn Bình quay lưng lại, mặt vẫn lạnh như tiền. Việc gì thưa ông? Ông quên giải huyệt tê cho tôi. Xin lỗi ông, tôi quên. Tôi sẽ làm liền. Chẳng qua thấy ông quên nên tôi cũng bắt chước quên theo. Tôi quên chuyện gì? Ông quên nói sự thật. Trời đất, ông ngờ vực cả tôi sao? Dĩ nhiên, 9 triệu đô la đâu phải là số tiền nhỏ. Nhưng ông đã có công lột mặt nạ Von Hope, đoạt lại công thức Pro 15, mang về cho tôi mấy ngàn triệu đô la. Tôi chưa hề báo cáo với ông là đã đoạt lại công thức Pro 15. Tôi giả vờ cáo từ, ông liền hối hả trả tiền. Ông Oisen, ông không quan tâm đến công thức Pro 15, vì lẽ dễ hiểu ông đã biết rõ thủ phạm là ai và vật mất trộm được cất tại đâu. Tôi đã ghé thăm phòng có tủ sắt, không riêng gì tôi, ngay cả một thẩm sát viên còn non tuổi trong nghề cũng có thể kết luận rằng hệ thống an ninh của tủ sắt thuộc loại bất khả xâm phạm. À,
Thì ra ông đã biết, thế thì tôi cũng chẳng giấu ông làm gì. Kẻ chủ mưu chính là con gái tôi. Nó mở két lấy tài liệu để tạo áp lực với tôi. Nhưng thưa ông, xin ông giữ kín bí mật này, vì nếu ai phăng ra thì phiền. Văn Bình cười nhạt. Thưa ông, nhưng bí mật ông vừa nói mới chỉ là bí mật hạng nhì. Ý ông muốn nói gì? Vâng, có hạng nhì thì phải có hạng nhất. Tôi chỉ giải huyệt tê cho ông trong trường hợp ông thổ lộ bí mật hạng nhất. Tôi nghĩ ông quá giàu óc tưởng tượng. Ông Olsen, ông mắc bệnh tê thấp kinh niên. Các đường gân của ông đã bị trùng giãn. Bệnh này trở nên trầm trọng là do tinh thần của ông bị bấn loạn với nhiều áp lực từ bên ngoài tới. Tuy nhiên, hai chân khó có thể bị bại liệt hoàn toàn sau những ngày đêm khủng hoảng thần kinh. Nguyên nhân chính là cuộc châm cứu trị liệu của Von Hope. Thế à, Von Hope đã làm cho tôi què. Phải, hắn khá giỏi về huyệt đạo. Khá nhưng chưa đạt trình độ thượng thừa. Vì nếu Von Hope đạt trình độ thượng thừa, giờ này tôi đã phải bó tay, không thể đặt điều kiện với ông. Điều kiện của tôi như thế này. Ông phải nói thật tại sao ông chịu trả gần 10 triệu đô la cho một vụ trộm khôi hài. Đền lại, tôi sẽ cứu ông khỏi tê liệt chân trái. Ông Văn Bình à, ông đưa tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã ký giấy cam kết. Nếu ông sợ thì thôi, vấn đề thương lượng giữa ông và tôi có thể ngừng ở đây. Văn Bình trả lại tờ check 9 triệu đô la cho tỷ phú. Sở mật vụ của ông Hoàng đang cần tiền kinh khủng. Nếu không có tấm check của ông, chúng tôi không biết phải xoay sở ở đâu. Nhưng tôi không thể nhận nó vì tôi đã tự vặt ra một nguyên tắc bất di bất diệt. Chỉ nhận những món tiền biết rõ xuất xứ. Ông Olsen, bí mật hạng nhất ấy như thế nào? Họ sẽ khiến trách tôi, song cũng phải nhìn nhận rằng tôi không có con đường nào khác ngoài con đường dẫn đến sự thật. Thưa ông, từ nhiều năm nay, tôi có liên hệ mật thiết với tổ chức K. Tổ chức này được thành lập từ đầu thập niên 60 do sáng kiến của MI6, Anh Quốc và CIA. Sau đó được sự hưởng ứng của một số cơ quan điệp báo Tây Phương. Mục đích của tổ chức K là núp sau bình phong thương mại, kỹ nghệ quốc tế để thâm nhập lũng đoạn và tiến tới tê liệt hóa RU Soviet. Với số vốn tiền khởi của tổ chức K, tôi đã đầu tư vào lĩnh vực khai thác dục tình. Nhờ óc tổ chức quy củ, sắc bén và gan góc, tôi bành trướng hoạt động thật nhanh và chẳng bao lâu trở thành một trong những người giàu nhất nhì Âu Châu. Dù muốn giàu không, tôi cũng lên địa vị tỷ phú ngày nay do sự yểm trợ kín đáo mà vô cùng hùng hậu của tổ chức K. Trong quá khứ, tôi đã giúp tổ chức này nhiều việc quan trọng, nhưng chưa việc nào làm tôi lo lắng buồn phiền bằng vụ Von Hope. Một đằng là tổ chức cây, một đằng là con gái tôi, bên nào cũng nặng. Nana, như ông biết, là nguồn sống của tôi. Nó lấy ai tôi cũng hoan nghênh, phương chi chồng tương lai của nó lại là bác sĩ Von Hope, và nó đã tìm thấy hạnh phúc bên ông ta. Điều khổ sở cho tôi là vì tôi khám phá ra lý lịch của Von Hope sau khi con gái tôi đã có liên hệ sâu đậm với hắn. Thẳng thắn mà nói, tôi không ghét hắn. Trên nhiều khía cạnh tôi còn thích hắn là khác, nhưng công việc là công việc. Tổ chức cây ra lệnh cho tôi phải loại trừ Von Hope. Tôi đáp là Von Hope rất giỏi võ, thì họ đã giới thiệu ông. Câu chuyện này xảy ra trước khi vụ lộn xộn tại vườn địa đàng à? Không, sau đó tôi không rõ có phải tổ chức kỳ đã bố trí vụ lộn xộn này hay không. Như thường lệ, họ rất hà tiện lời nói, chỉ yêu cầu tôi liên lạc với ông Hoàng và đặt vấn đề thủ lao 8 triệu. Họ cho rằng 8 triệu là số tiền phải chăng, vì hai lẽ. Thứ nhất, sự có mặt của ông bắt buộc IU phải huy động đông đảo nhân viên để hạ sát ông. Nhưng rốt cuộc số nhân viên này sẽ bị ông hạ sát, phá vỡ được màng lưới địch ở Đan Mạch, kèm theo một số nhân viên ưu tú của IU bị loại khỏi vòng chiến, thì 8 triệu đô la còn quá rẻ. Thứ hai, ngoài ông ra, không điệp viên Tây Phương nào hội đủ khả năng võ thuật và thủ đoạn nghề nghiệp có thể đánh bại Von Hope, đệ tứ đẳng Huyền Đai Nhu Đạo, tốt nghiệp trường Kodokan ở Đông Kinh, đệ ngũ đẳng Thái Cực Quyền Đại Hàn, võ sư Sambo Ngai La Tư, võ sư Thiếu Lâm cấp trung đẳng. Von Hope lợi hại như vậy mà bị sống thoát thì kẻ cũng uống. Văn Bình nhìn vào giữa mắt tỷ phú Olsen. Không bắt được hắn, ông tiếc lắm sao? Olsen đáp bằng giọng bâng khuâng. Vâng, tôi tiếc. Văn Bình dằn từng tiếng. Tiếc lắm, nhưng hồi nãy ông có cầm sẵn súng trên tay. Ông muốn bắn Von Hope lúc nào cũng được, mà ông đã không bắn. Ông Olsen, đòn phép của ông không qua nổi mắt tôi đâu. Mặt Olsen tái không còn hột máu. Ông quả là thầy phù thủy. Vâng, hồi nãy tôi có cầm sẵn súng trong tay. Tôi giấu thật khéo, nên ông không nhìn thấy. Ai ngờ ông lại có con mắt sau lưng. Sở dĩ tôi không bắn Von Hope là vì... Văn Bình giơ hai ngón tay thành hình chữ V, biểu hiện của sự chiến thắng. Là vì theo nguyên tắc cơ bản của nghề điệp báo, bắt giữ hoặc loại trừ nhân viên địch chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn hết là hiểu rõ nội bộ địch. Nhân viên IU thâm nhập tổ chức cây đã bị lột mặt nạ cùng với Von Hope trên đảo, nhưng còn thượng cấp của Von Hope ở bên ngoài. Nếu tôi không lầm, ông không bắn hạ hắn là để tạo điều kiện cho hắn chạy trốn. Và tại sao ông cho phép hắn chạy trốn? Là vì ông muốn hắn dẫn ông đến một đầu mối lãnh đạo khác ở Copenhagen, đúng hay sai, ông Olsen? Tỷ phú Olsen chết lặng trên giường. Ông há miệng không nói được thành tiếng. Lát sau mới thú nhận.
Toàn bộ kế hoạch đều do ông Tổng Giám đốc MI6 và CIA phối hợp định đoạt. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Vâng, tôi được lệnh nhắm mắt cho Von Hope chạy trốn. Khẩu súng tôi giấu dưới mền chỉ có mục đích ngăn hắn đe dọa tính mạng người khác. Tổ chức K được tin là giám đốc trú xứ IU tại Bắc Âu là một nữ lưu, song chưa khám phá ra tung tích. Họ chỉ biết trú xứ IU Bắc Âu gồm 5 quốc gia: Thụy Điển, Na Uy, Tây Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Và giám đốc trú xứ hiện sống lén lút ở Copenhagen, trực tiếp điều khiển Von Hope. Bị bại lộ, Von Hope phải đến trình diện giám đốc trú xứ và chắc chắn cả hai sẽ rời Đan Mạch trong thời gian ngắn nhất. Nhân viên của MI6 đang theo dõi xe hơi của Von Hope. Họ sẽ trợ lực với phản gián Đan Mạch để bắt Von Hope và giám đốc trú xứ IU. Có tiếng chuông điện thoại reo. Tỷ phú Olsen mừng rỡ. Chắc là nhân viên MI6 đã rượt Von Hope đến tận sao huyệt của IU và đang khởi sự cuộc lùng bắt. Ông đại tá đừng giận, tôi đã không được phép nói hết với ông. Olsen mới áp ống nghe vào tai bỗng khựng người. Ông hỏi dồn trong điện thoại. Gì thế? Nghe không rõ, nói to lên. Olsen quăng máy điện thoại xuống giường rồi thở hồng hộc. Chết tôi rồi. Nana chạy vội đến bên phụ thân. Von Hope tẩu thoát được rồi hả ba? Ông gật đầu. Ừ, chẳng hiểu sao cái hộp phát sóng gắn trong xe Von Hope chỉ kêu được 5 phút, nghĩa là đủ thời giờ cho hắn ra đến đường lớn thì câm họng. Máy phát tuyến này không thể hư vì nó gồm 3 bộ phận cả thầy. Cái thứ nhất hỏng thì có cái thứ hai và còn cái thứ ba. Điều này có nghĩa là Von Hope đã hẹn với đồng lõa đậu xe dọc đường để trở về thủ đô. Còn mở dùng 3 cái két ở đầu giường xem thế nào. Té ra, ở đầu giường Olsen nằm có một cái ngăn bí mật. Nana ấn nút, mặt gỗ nứt ra để lộ một khung vuông. Nàng tra chìa khóa mở ra, phía sau là cái tủ sắt nhỏ. Nàng bỗng la lên. Không có gì cả ba ơi. Olsen run lẩy bẩy, còn kiểm soát lại coi. Thưa ba, có gì đâu mà kiểm, tủ két rỗng không? Olsen lẩm bẩm giọng khàn đặc. Trời ơi, thế là mất luôn cả hồ sơ Pro 15 và mấy chục triệu đô la. Hắn mắc bệnh ăn cắp kinh niên. Tưởng hắn chỉ ăn cắp vặt, không bao giờ đụng đến cái gì to lớn mắc tiền. Té ra hắn đã lường gạt mình. Vần Bình hỏi Olsen. Von Hope mắc bệnh ăn cắp kinh niên à? Olsen đáp như mếu. Phải, hắn mắc chứng bệnh tâm lý kỳ quặc này từ nhỏ, chữa mãi không khỏi. Nhưng hắn chỉ chuyên ăn cắp ví. Hắn thường đến các công viên móc túi du khách. Chỉ móc cho vui chứ không lấy tiền hoặc giấy tờ của ai. Hắn móc tài lắm ông ơi. Có lần hắn biểu diễn cho tôi một kít và tôi phục lăn. Thế mà theo lời hắn thì em hắn còn giỏi hơn cả hắn. Em gái hắn à? Phải, em gái. Tôi muốn về Copenhagen bây giờ. Ông có phương tiện lưu thông nào thật nhanh? Khả dĩ giúp tôi bắt kịp Von Hope không? Trực thăng. Tôi có 2 chiếc trực thăng riêng nhỏ nhẹ nhưng rất tốt. Một chiếc luôn luôn được hâm nóng có thể bay bất cứ lúc nào. Olsen kêu Nambu. Dẫn đại tá ra sân bay mau. Văn Bình lôi xình xệt Nambu ra vườn. Chàng không để ý đến tiếng kêu rên xiết của hắn. Hắn đang bị thương ở đùi, mặc kệ. Hắn còn đang trù trừ thì chàng đã nắm tay hắn kéo chạy. Sân bay trực thăng nằm bên hông trái dãy nhà trệt, tứ phía được xây tường cao, dây leo chằng chịt, rậm rịt, nên đứng gần cũng không nhìn thấy. Đó là một khoảng đất rộng, tráng xi măng, diện tích bằng bãi bóng chuyền. Khi Văn Bình đến nơi, đèn trên sân đã được bật sáng, 2 chiếc trực thăng châu đầu vào nhau ở góc. Kiểu du lịch do Mỹ sản xuất điều khiển dễ dàng, chiếc lớn sơn đỏ, chiếc nhỏ sơn trắng. Chiếc nhỏ trông như đồ chơi trẻ con xinh xắn, nhìn bề ngoài nó tí teo nhưng mà bên trong ngồi được 3 người kể cả Hoa Tiêu. Hoa Tiêu là một gã râu mép mỏng lét, nước da bóng loáng như bôi mỡ, thân hình to ngang, chào Văn Bình. Nambu toan trèo lên thì bị Nana quát xuống. Nàng chạy theo ra sân trực thăng từ lúc nào Văn Bình không biết. Nana tiêu nghỉu như mèo cắt tai. Văn Bình ra lệnh cho Hoa Tiêu bay với tốc độ tối đa về hướng Copenhagen. Hoa Tiêu hỏi, thưa đáp xuống đâu thì chàng nhún vai, gần vườn địa đàng. Hoa Tiêu đáp, thưa ở khu này không có bãi đáp. Chẳng sao, anh cứ đậu bừa xuống đường. Như vậy là vi phạm luật lệ giao thông. Cảnh sát sẽ rút bằng bay của tôi. Đụng xe cộ và người đi đường thì nguy. Giờ này vắng vẻ không gặp ai đâu. Anh cứ đậu xuống rồi lên ngay. Họ không thể biết được. Dù họ biết thì thiếu gì cách bào chữa. Trực thăng đột nhiên hỏng máy chẳng hạn. Mà nếu họ không tin thì anh cứ đưa bằng cho họ. Thiệt hại bao nhiêu tiền ông chủ sẽ đền sau. Hoa Tiêu cầu nhau nhưng vẫn hối hả mở máy cho trực thăng rời sàn xi măng. Hắn lái khá vững. Đường về thủ đô như được vẽ sẵn trong óc hắn. Hắn thản nhiên lái không cần mở đèn. Hắn lầm bầm mãi không thôi. Nếu chàng am hiểu lộ trình, chàng đã hất hắn ra và thay chỗ hắn trước cần lái. Nhưng chàng đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt, mặc hắn lè nhè than vãn một mình. Trực thăng thâm nhập vùng trời Copenhagen bằng hướng Bắc, lòng Văn Bình bỗng nhiên bồi hồi. Đan Mạch là thiên đường của ái tình và Copenhagen là thiên đường của Đan Mạch. Thú vui nào cũng có và đặc biệt hơn nữa là lứa tuổi nào cũng tìm thấy thú vui thích hợp với mình. Copenhagen còn có những hộp đêm, những nơi hẹn hò dành riêng cho nam nữ,
tuổi từ trung niên trở lên, thậm chí già 55-60 cũng không sợ sớm cành chăn đơn gối chiếc, nhưng chẳng ghé Copenhagen chỉ để vật lộn với tử thần. Thiên đường Copenhagen đã trở thành địa ngục đầy chết chóc đối với chàng. Hoa Tiêu nghiêng đầu về phía chàng. Tôi đang bay dọc vườn bách thảo. Ba phút nữa thì quẹo trái, mời ông sửa soạn. Văn Bình gật đầu. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố thật đẹp. Nhà cửa san sát trong ánh đèn, chen lẫn màu xanh của biển và hồ. Trong chớp mắt, trực thăng đã hạ xuống đại lộ, hạ xuống giữa đường ngay trung tâm thành phố. Văn Bình ôm sốc Nana vọt ra ngoài, rồi chạy lên vỉa hè đối diện. Nana vừa đặt chân trên đường, nàng bỗng kêu đau. Phút này, những vết thương làm da thịt nàng trầy trụa mới bắt đầu ngấm đau. Nàng lẽo đẽo, bước cả nhót theo chàng, miệng rên rỉ. Gọi taxi đi anh, em không đi nổi nữa. Kiếm được taxi giữa đêm khuya vắng vẻ đâu phải là chuyện dễ. Văn Bình đi bộ đến ngã tư. Nếu không có taxi, chàng bắt buộc phải trổ tài ăn trộm xe. Cũng may, một chú taxi lò dò xuất hiện, chàng vẫy rối rít. Cửa xe vừa mở, chàng đã vung tay quất sụp tài xế. Cần tắc vô áy náy, chàng nhét dẻ đầy miệng hắn, đoạn trói tay chân hắn còng queo. Tuy nhiên, không quên đút vào hắn tờ bạc $100. Tỉnh dậy, gã tài xế vẫn còn lời chán. Văn Bình phóng qua khu phố ban ngày cấm xe lưu thông. Những con đường nhỏ mang tên dí dòm như đường ngõng, đường nhà vệ sinh, đường phòng tắm. Lần lượt diễn qua, chàng ngừng xe trước tòa nhà 8 tầng. Chàng đã đến đây một lần, đến ban đêm với một cô gái diễm lệ. Chàng không biết tên nàng nên gọi nàng là cô gái đàn mặt. Sáng hôm sau, chàng điểm huyệt cho nàng mê man rồi tìm đường chuồn êm. Vì chàng sợ dây mơ rễ má tai hại. Té ra những dây mơ rễ má này vẫn đeo đuổi chàng. Chàng không thể quên được những giây phút ái ân thần tiên trong căn phòng bày biện như nhà xác, trong cỗ quan tài phủ vải trắng đen rùng rợn. Nàng là hội viên của Zombie, cũng như Nana, cũng như Thu Thu. Chàng nhớ nhất nơi nàng là cặp giò dài khỏe, tưởng như lực sĩ chạy Việt dã. Nàng khoe cặp giò không biết sụp là vì chung cư của nàng không gắn thang máy. Mỗi ngày, nàng chạy veo veo 20 lần lên lầu 8 và 20 lần từ lầu 8 xuống đất. Nàng gặp chàng trước vườn địa đàng Tivoli. Nàng móc túi quần sau của chàng, thó cái ví da cá sấu. Ăn cắp vặt là thói quen trong máu của nàng. Nàng đã tâm sự với chàng như vậy. Tỷ phú Oisen vừa cho biết nữ giám đốc trú xứ Ajiu tại Đan Mạch cũng có thói quen ăn cắp vặt. Ăn cắp vặt không phải là chứng bệnh tâm lý thông thường. Trong số hàng chục vạn người mới tìm thấy vài ba người mắc chứng bệnh kỳ lạ này. Do đó chàng phang ra, cô gái Đan Mạch và nữ giám đốc trú xứ Ajiu chỉ là một. Sự suy dẫn chẳng có gì khó khăn, vì trong phòng nàng, chàng đã bắt gặp một bức hình bán thân của Von Hope. Cầu thang gạch lên lầu 8, tầng cao nhất của building, gồm hơn 200 bậc. Văn Bình nhảy 3 bậc 1 mà khi đến nơi vẫn không hề thở dốc. Nana đau chân phải ngồi lại trong xe mặc dù nàng không muốn rời chàng nửa bước. Văn Bình có cảm tưởng như đang đặt chân lên vùng quê hương thân thuộc. Chàng mới lên phòng cô gái đàn mặt có một lần mà như thế đã ở đó một thời gian dài. Lần trước là cuộc gặp tình cờ. Người đàn ông giang hồ gặp người đàn bà tứ chiến, rủ nhau về canh gác nên thơ cùng hưởng khoái lạc, để rồi mỗi người chia tay một ngả với những kỷ niệm thật đẹp. Lần này, người đàn ông và người đàn bà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, không ai được quyền nhân đạo hay tha thứ cho ai, hễ gặp là phải giết. Nghĩ vậy, đầu gối Văn Bình bỗng trùng lại. Chàng không muốn tiến thêm nữa, vì tiến thêm nữa là phải cắt tàu ráo máng, chàng phải giết nàng. Chàng còn đang ngần ngừ thì cửa phòng hé mở. Chàng vội nép vào khuỷu hành lang. Cái đầu tóc bù xù của một tên cận vệ Ayu ló ra, hắn không nhìn thấy chàng. Đầu hắn lại thụt vào, Văn Bình phi thân tới bên cửa. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên như khi chàng đến đêm trước. Trong phòng có 5 người. Tên cận vệ đồ sộ đứng sau cửa tay cầm súng lục. Tên thứ nhì, bạn của hắn, đang nằm trên đi băng, cánh tay duỗi ra cho cô y tá làm thuốc. Von Hope đang quay lưng lại, lúi húi với cái vali. Còn cô gái đàn mặt vẫn vui tươi, khỏe mạnh và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nàng ngồi trong ghế bàn, vắt chân chữ ngũ khoan thai, tuy vẻ mặt hơi trầm ngâm. Điếu thuốc lá dài đầu lọc tỏa khói trên môi, cặp môi dày luôn luôn thèm hôn với nghệ thuật hôn kỳ diệu. Thấy chàng, nàng bụt miệng kêu úa một tiếng. Tên cận vệ cầm súng cũng trông thấy chàng. Hắn nâng súng bóp cò, song Văn Bình đã nhả đạn nhanh hơn hắn, 1% tích tắc đồng hồ. Hắn trúng đạn ngay giữa mặt lộn vào chân tù. Cô y tá cũng phản ứng thần tốc. Lối rút súng và nhắm bắn lẹ làng của nàng chứng tỏ nàng cũng là nhân viên hành động được huấn luyện chu đáo. Văn Bình bắt buộc không thể xử sự một cách ga lăng nên phải bắn trước. Viên đạn 9 ly của chàng xuyên qua ngực nàng trổ ra sau lưng, cắm vào cánh cửa tù.
Tên cận vệ bị thương nhóm dậy trên đi văng. Von Hope buông cái vali nặng trĩu quay lại nhìn Văn Bình. Văn Bình nhận thấy Von Hope không có ý định rút súng. Còn cô gái Đan Mạch chỉ ủa một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc rồi thôi, không nhăn mặt, không sợ hãi. Văn Bình ra lệnh cho Von Hope. Anh ngồi xuống bên cạnh cô ta đi. Cô gái Đan Mạch nhấc điếu thuốc khỏi môi. Bà chứ không phải cô. Vâng, bà giám đốc trú xứ. Giữa chỗ quen biết chẳng nên khách sáo làm gì. Ta nên gọi nhau thân mật như trong cái đêm hẹn nhau ở đây. Anh cứ kêu tôi là Ingo. Ingo là tên thật của tôi hồi nhỏ. Hồi nhỏ tôi sống ở đất Nga. Tôi là bà vì trên giấy tờ hộ tịch tôi chính thức là vợ của anh Von Hope. Trời đất. Anh kêu trời có nghĩa là anh có cảm tình thật sự với em. Thành thật cảm ơn anh. Em là vợ của Von Hope, song chỉ là vợ trên giấy tờ. Từ lâu chúng em đã thỏa thuận mỗi đứa có đời sống sinh lý yêu đương riêng biệt. Sở dĩ có sự thỏa thuận tay đôi này là vì vợ chồng em đều mắc bệnh thác loạn tình dục sau nhiều năm phục vụ ở hải ngoại. Buồn thay, anh lại là đại tá Z-28, còn em là giám đốc trú xứ IU. Tuy nhiên chúng ta đều là con người biết rung động. Anh cất súng đi, em sẵn sàng thực hiện những điều anh muốn. Tôi cần lấy lại tài liệu Pro 15 và các giấy tờ tiền bạc trong tủ sắt của Oisen. Vâng, Von Hope bỏ chúng trong vali, em xin hoàn trả đầy đủ. Văn Bình vẫn đứng yên với họng súng sửa soạn khạc đạn. Ingo lộ vẻ hơi bất bình. Đây là lời nói không phải của giám đốc trú xứ mà là của Ingo nói với anh. Anh ráng tin em đi, nói thật với anh, nếu em chủ tâm giết anh thì không khó gì mấy. Em đã lấy bóp của anh, mở ra coi. Anh không mang tên Văn Bình trong căn cước, nhưng em vẫn biết anh là Văn Bình. Anh có đường vân tay độc đáo. Em đã rắc thuốc lên ví, chụp hình vân tay và đã phăng ra lý lịch của anh. Anh là kẻ thù của IU, nên mọi trú xứ của IU đều giữ hồ sơ và tướng mạo cũng như vân tay của anh. Đêm ấy anh ngủ say, em hại anh lúc nào chẳng được. Em đã không xuống tay vì hai lý do. Thứ nhất, người đàn ông khả ái như anh chết rất uổng. Thứ hai, chúng mình chẳng có thù oán gì với nhau. Văn Bình lặng lặng ném khẩu súng xuống giường. Ingo nói đúng, nàng có cơ hội giết chàng đêm ấy. Ingo cười tươi như hoa nở. Nàng cặm cụi mở khóa vali lấy ra một cái hộp bít quy vuông. Bỗng Von Hope quát lớn. Ingo, cô không được đưa cái đó cho địch. Ingo ngẩng đầu nhìn chồng với vẻ kinh hoàng vì thấy hắn đã thủ khẩu súng trong tay. Hắn kiếm được khẩu súng này ở đâu không ai biết. Khi Văn Bình nhìn thấy thì đã muộn. Hắn cách chàng hơn 3 mét, khó có hy vọng đoạt súng. Chàng đành chôn chân bất động. Von Hope toan giằng lại cái hộp khỏi tay Ingo, song nàng đã lùi lại, giọng run run vì giận dữ. Von Hope, anh không được làm vậy. Nể lời tôi người ta mới bỏ súng. Anh đừng để người ta khinh tôi về tội thất hứa. Von Hope cười nhạt. Bà yên tâm, người ta không còn sống nữa đâu để khinh bà. Hạ súng xuống ngay, tôi ra lệnh cho anh. Tôi là thượng cấp trực tiếp của anh trong sở. Bà không còn quyền ra lệnh. Bà không phải là thượng cấp của tôi nữa vì bà đã phản bội. Bà biết hắn là Z-28 mà vẫn nhắm mắt cho hắn tung hoành. Nếu bà giết hắn đêm ấy thì tổ chức của ta đâu đến nỗi điều đứng như đêm nay. Cộng với tội phản bội sở, bà còn phạm thêm tội phản bội chồng. Dù sao bà cũng là vợ tôi. Bà ngủ với hắn, yêu hắn, mê hắn. Bà bán rẻ tất cả. Nào, bà có xê ra không để tôi đối phó với hắn? Hay là định đem thân làm mộc đỡ đạn cho thằng tình nhân của bà? Ingo đứng chặn tầm bắn của Von Hope. Hắn nghiêng mình nâng mũi súng về phía Văn Bình. Không còn lối thoát thân, Văn Bình đành giữ nguyên tư thế, nhưng Ingo đã giải quyết tình trạng bế tắc dùm cho chàng. Von Hope không ngờ bị vợ cướp súng nên không chuẩn bị giữ gìn. Nàng chỉ tiến lên nửa bộ là chụp được cườm tay của chồng. Võ nghệ của nàng chưa thể sánh với Von Hope, nhưng Văn Bình đã lợi dụng cơ hội hai người giằng co để tung đòn chớp xẹt. Von Hope bị đá trúng mạng sườn, loạng choạng để vụt khẩu súng. Với vốn liếng phong phú về đường lang quyền, Von Hope khó bị mất khí giới nếu ngọn phi cước phản công của Văn Bình thiếu hai yếu tố đột ngột và thần tốc. Nhưng hắn chồm dậy được ngay, cùi chỏ bung ra trong một thế võ bọ ngựa diễm ảo. Văn Bình cũng hơi đòn cùi chỏ, dĩ độc trị độc, chàng quyết trổ tài đường lang quyền cho hắn biết mặt. Dù sao gia nhân Ingo cũng đang đứng bên, chàng muốn đánh gục Von Hope thì ít mà muốn làm cho người đẹp lắc mắt thì nhiều. Hai cùi chỏ đụng nhau kêu bình một tiếng, kinh lực của Von Hope còn thua xa của Văn Bình, nên hắn bị văng ra cửa, nằm chặt lên xác chết đầy máu của tên cận vệ đồ sộ. Ingo giang rộng cánh tay ra hiệu cho Văn Bình ngừng cuộc giao đấu, sau đó nàng quỳ xuống đỡ chồng. Thái độ chăm sóc của nàng lại càng làm Von Hope điên tiết. Như kẻ mất trí, hắn vùng quyền đánh nàng, nàng ngã vật ra sau. Von Hope quên bẵng Văn Bình, quên bẵng mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ nghĩ đến việc trừng trị Ingo thật tàn nhẫn cho hạ cơn ghen. Hắn trườn người theo đè nàng xuống nền phòng. Hai bàn tay kết xù và gân guốc của hắn siết quanh cổ nàng. Nàng vẫn toàn lực gạt ra nhưng hắn lại càng bóp chặt thêm. Dưỡng khí đã bị chặn nghẹt.
Nếu Văn Bình không tiếp cứu, nàng sẽ chết ngạt. Văn Bình quát Von Hope, buông ra ngay. Nhưng Von Hope đã biến thành con hổ dữ, mỗi lúc một gia tăng sức ép. Văn Bình đành phải thúc đầu gối vào hông hắn. Hắn ôm lấy đùi chàng vặn ngược từ trái sang phải. Chàng vùng mạnh, gỡ ra. Von Hope đâm Artemy vào tử huyệt ở hạ bộ. Rõ ràng là hắn đánh đòn chết. Văn Bình không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa. Chàng đáp lại bằng ba ngón tay chụm nhọn thọc vào giữa yết hầu địch. Von Hope hự lên một tiếng ngắn rồi rút đầu vào gầm tù. Văn Bình đang xoa nắng cho Ingo thì có tiếng chuông. Không phải là chuông điện thoại mà là chuông cửa. Chuông không kêu rang rang liên hồi mà chỉ kêu mấy tiếng khô khan rồi ngưng bặt. Ingo hoảng hốt vịn vai chàng, giọng nàng yếu hẳn. Nhân viên an ninh Đan Mạch đang lên cầu thang. Chàng hỏi, sao em biết? Em có đặt sẵn người gác ở lầu 1. Có lẽ Oisen đã trình báo với phản gián. Von Hope và em định đi đâu? Vượt biên giới về Liên Xô, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Biên giới chắc chắn đã bị đóng chặt. Em cũng không thể ra khỏi tòa nhà này. Chung cư này đứng lẻ loi chung quanh không có nhà nào khác. Tuy anh và em mỗi người phụng sự một tổ chức khác nhau, em vẫn có ý nghĩ là anh sẽ cứu em. Em muốn gì cứ nói đi. Cải trang làm linh mục thì em có thể thoát được. Trong chung cư có một nhóm tu sĩ Thiên Chúa giáo thuộc dòng tu nhập thế. Em cần từ 8 đến 12 phút để sửa soạn. Cảnh sát sẽ lên đến tầng này trong vòng 3 phút. Phiền anh cầm chân họ ở cầu thang. Văn Bình nghe tiếng đế giày lộp cộp, chàng ù té chạy ra ngoài. Một đầu người nhô lên, chàng quát lớn, đứng lại. Không đợi bóng đèn tỏ phản ứng, chàng bắn vẹt qua đầu hắn. Có tiếng xôn xao, cẩn thận, nó có súng. Rồi im lặng như thể tòa nhà đồ sộ với mấy trăm người bên trong đã biến thành sa mạc hoang vu. Không được nổ súng, đây là cảnh sát. Tiếng nói dõng dạc từ dưới cầu thang xi măng vọng lên. Văn Bình vẫn lặng thinh. Tiếng nói lại tiếp, chung cư đã bị búa vây chặt. Đầu hàng thì khỏi chết. Nhân dân pháp luật tôi long trọng bảo đảm một sự xét xử công khai và dân chủ trước tòa án. Văn Bình đáp, thôi đừng nói xạo nữa. Tôi là phó giám đốc phản gián Copenhagen. Cùng đi với tôi có ông chánh sở tư pháp của cảnh sát và ông phó biện lý. Chúng tôi có giấy tờ hợp lệ. Các ông được phép suy nghĩ 3 phút đồng hồ. Sau đó, khi tôi lên tiếng, các ông hãy quăng khí giới và chắp tay lên đầu, từ từ bước ra cầu thang. Quá hạn 3 phút nếu các ông không đầu hàng, chúng tôi sẽ quăng lựu đạn cay. Trong trường hợp ấy, biện pháp khoan hồng sẽ không còn được áp dụng. Văn Bình nói, thôi đừng xạo, các ông không phải là nhân viên an ninh. Chẳng qua các ông lừa tôi. Nếu đúng là nhân viên an ninh chính cống, các ông đã không lên đây. Thì thào bàn tán, một gã đàn ông ló mặt ra. Hắn chưa kịp mở miệng, Văn Bình đã đẹt một phát. Chàng cố tình bắn dọa. Nếu chàng bắn thật, hắn đã vỡ sọ. Lại tiếng giọng giặc quen thuộc. Các ông là ai? Văn Bình đáp, nhân viên an ninh. Lạ thật. Nhân viên an ninh thuộc cơ quan nào? Các ông không được quyền hỏi tọc mặt. Một giọng nói oang oang nổi lên. Đại tá Z28 phải không? Văn Bình nhận ra ngay giọng nói của Nam Bu. Tỷ phú Oisen đáo đế thật. Sợ chàng ăn mắn một mình nên lão sai Nam Bu đến tận nơi với sự yểm trợ hùng hậu của cảnh sát và phản gián. Phải, tôi là Z28 đây. Ai đó? Nam Bu mừng rú. Tôi đây, Nam Bu đây mà. Té ra là anh. Anh bị họ đón bắt rồi lôi lên đây sao? Ai bắt anh? Bọn Ayu. Đại tá, đây không phải là Ayu, họ là nhân viên an ninh. Thế à? Vậy mà suýt nữa tôi bắn lầm. Nam Bu cười ha ha, hắn nhảy lên hành lang. Theo sau hắn là một thanh niên có râu ngặn trê, được hắn giới thiệu một cách trịnh trọng là phó giám đốc phản gián. Người nào người nấy đều võ trang tất răng, như thể sắp đương đầu với một trung đội thiện chiến của địch. Họ mừng ra mặt khi Văn Bình báo cáo là Von Hope đã bị hạ. Viên tổng giám đốc nhăn nhẩu, còn mụ tổng giám đốc trú xứ đâu? Cũng chết rồi. Trong phòng có một xác phụ nữ, đó là xác cô y tá. Văn Bình tha hồ nói dối. Tuy vậy lực lượng an ninh vẫn rón rén từng bước. Cửa phòng mở toang, mọi người đều khựng lại vì thấy một ông cha áo trùng đen đeo kiếng cận thị dày cộm đang làm phép cho Von Hope. Cha làm dấu thánh giá rồi đứng dậy, cuốn thánh kinh áp vào ngực, gương mặt khắc khẩu già khàn. Văn Bình đã biết đó là Ingo đội lốt mà vẫn còn sừng sốt, giống như người già thật. Giống đến nỗi chẳng tưởng sự việc vừa xảy ra chỉ là mộng mị. Linh Mục nói với Văn Bình, xong việc rồi, tôi xin cứu. Văn Bình nói, cảm ơn cha, cha còn phải làm phép ở nơi khác để con tiễn cha xuống lầu. Nam Bu chặn lại, cha ở đâu đến đây? Văn Bình đáp thay Ingo, cha ngủ ở khu phố kế bên. Von Hope xin được xưng tội trước khi chết, nên tôi phải xuống mời cha. Cảnh sát gác đầy dưới nhà, hai đầu đường đều có nút chặn, cha đeo vòng vải này vào họ mới cho cha đi. Nam Bu quàng vào ống tay áo trùng của Ingo một cái vòng vải màu đỏ. Văn Bình dìu vị linh mục giả hiệu ra cầu thang.
không gặp ai nên họ tụt xuống thật nhanh. Nam Bu nói đúng, tầng dưới cùng và trước cửa chung cư, nhân viên an ninh tụ tập đông nghẹt. Văn Bình lớn tiếng yêu cầu họ dạt ra. Hai người đi bộ một quãng ngược chiều đến nơi Văn Bình đậu xe. Ingo chỉ cái xe hơi đua mui trần ở góc đường. Xe của em đó, anh lái đi, nhanh lên anh. Trong loáng mắt, chiếc xe nhỏ xíu biến nhòa vào đêm khuya Copenhagen. Ingo dặn chàng quẹo trái rồi rẽ vào lề. Trong khi ấy, nàng hối hả cởi áo trùng đen và tháo gỡ mặt nạ cao su. Nàng vừa trút xong lốt lên mục thì xe hơi cũng vừa tấp vào vỉa hè. Và cũng khi ấy, hai họng súng tiểu liên từ bóng tối dày đặc lao ra, ngừng lại trước cửa xe. Văn Bình biết là những họng súng này dành sẵn cho chàng, nhưng chàng không thể kháng cự vì xe đua quá chật chội, gần như đã bị kẹt cứng. Khẩu Luger lại hết đạn. Tuy nhiên chàng vẫn giữ nguyên hai bàn tay trên vô lăng, chờ phản ứng của Ingo. Nàng giấm giảng. Các anh làm trò gì vậy? Một trong hai gã đàn ông đáp. Thưa hồi nãy bà ra lệnh. Ingo gắt. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Xe của mình đâu? Thưa chiếc Mercedes 250 SI sơn trắng, đậu bên trái cách đây 15 mét. Các anh quay lại xe chờ tôi. Hai gã đàn ông vạm vỡ tuân lệnh Ingo một cách ngoan ngoãn. Chẳng nói chẳng rằng, chúng đeo tiểu liên lên vai, lùi lũi bước lại chiếc xe hơi dưới bóng cây râm mát. Con đường này toàn là biệt thự và cây to, ánh điện không xuyên phá được những khoảng tối lớn. Văn Bình quay sang Ingo. Em thay đổi ý kiến à? Nàng đáp giọng buồn buồn. Muốn được chọn làm giám đốc trú xứ phải hội đủ 12 điều kiện, và điều kiện nào cũng rất khó. Trung ương IU đã liệt em vào danh sách giám đốc xuất sắc vì em là con người không tim. Trong điệp vụ này em mới biết là em lầm, Trung ương cũng lầm. Tim em không rung động là vì chưa đến thời kỳ, chưa gặp hoàn cảnh. Em tưởng có thể cưỡng lại tình yêu, nên khi anh cản trở nhân viên an ninh Đan Mạch, em gọi dây nói cho thuộc hạ trong trú xứ dặn họ chờ tại đây. Bản tâm em là đoạt cái hộp tài liệu. Đến khi họ dí súng uy hiếp anh, thì lương tâm và trái tim em lại thức dậy cùng một lượt. Em yêu anh, chịu thua anh, nên em đổi ý kiến. Cảm ơn em. Chúng mình xa nhau đêm nay, không biết đến ngày nào giờ nào mới được tái ngộ. Và không biết lần tái ngộ tới, chúng mình có còn điều kiện âu yếm và che chở cho nhau như đêm nay nữa không? Chắc là có. Cuộc đời gián điệp, éo le thật anh nhỉ. Ingo ghì chặt Văn Bình. Cái hôn dài hơi bất chợt của nàng làm chàng choáng váng. Giới khoa học thường nói là cái hôn nam nữ làm giảm thọ mỗi cái hôn rút ngắn 180 giây đồng hồ của cuộc đời. Sau 480 cái hôn là đi đong một ngày trong tuổi thọ. Và muốn giảm thọ một tuần thì cứ hôn 3.360 cái. Lý do hôn giảm thọ là vì mỗi lần hôn nhịp tim thường tăng gấp đôi và áp huyết tăng gấp rưỡi. Cái hôn của Ingo có thể làm chàng đi đong 360 giây đồng hồ cuộc đời là ít. Nhưng chỉ mất ngần ấy mà được tê mê thì vẫn còn rẻ chán. Cho nên mặc cho các chuyên viên của sở mật vụ hùng hục khuyên chàng tiết chế sự hôn, chàng vẫn cứ làm ngơ, tai điếc mà cứ hùng hục hôn tiếp. Những ngày mưa dầm dề, thiên hạ nhức mỏi xương cốt, Văn Bình vẫn khỏe ru. Ai hỏi bí quyết chàng đáp nhỏ là đàn bà. Mọi người đua nhau tập thể dục thẩm mỹ để nhẹ cân, bớt mỡ. Riêng Văn Bình lại bảo vệ sự cân đối của cơ thể bằng đàn bà. Và sau hàng chục năm ngụp lặn trong khoái cảm, chàng vẫn trẻ, vẫn mặn. Có người nói chàng còn trẻ, còn khỏe hơn xưa nữa. Vì thế, chàng đã đáp lại cái hôn choáng váng của Ingo bằng cái hôn choáng váng gấp 10 lần. Ingo ngồi giờ lâu, hai mắt lim dim, rồi nàng mở cửa xe, giọng nàng như mếu. Thôi, em đi đây. Văn Bình cũng thẫn thờ nhìn theo như người mất hồn. Ingo đi được mấy bước bỗng quay lại. Nàng mở vali, lấy cái hộp tròn như hộp thuốc lá 50 điếu trao cho chàng. Suýt nữa thì em quên. Đây là cái hộp đựng phim ảnh. Ông Hoàng có một nữ phái viên tại Đan Mạch phụ trách Bắc Âu, tên cô ấy là Thu Thu. Cô ta là hội viên zombie, có lẽ làm việc quá sức nên sinh lý bị thác loạn. Chú xứ em đã lén chụp được nhiều cảnh khá giật gân. Những cuộn phim này có thể làm cuộc đời hoạt động của cô ta gãy đổ hoàn toàn. Em không biết cô ta là ai, cũng không biết anh có quen đến đâu, nhưng em có cảm tưởng là anh cần thu hồi hộp phim, biếu anh đấy để đánh dấu cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa đôi ta. Trời ơi, ông Hoàng đã dặn chàng tìm kiếm hộp phim mà chàng không nhớ gì cả. Đúng như Ingo nói, cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai kẻ thù nam nữ đã đảo lộn tất cả. Đột nhiên chàng nghĩ đến an ninh của nàng. Chàng hỏi Ingo, em đưa hộp phim cho anh thuộc hạ của em không thể không nhìn thấy. Ingo ngắt lời. Không sao đâu, để em đi. Thân hình cao lớn của Ingo uốn éo trên mặt đường. Đặc điểm của nàng là nặng quá khổ mà bước chân vẫn uyển chuyển. Chàng giật mình, hai phát súng nổ tiếp nhau. Chiếc Mercedes rú máy giòn giã rồi phóng nhanh. Văn Bình lái xe đua lại gần. Dưới ánh đèn pha, chàng nhìn thấy hai xác chết đàn ông. Hai khẩu tiểu liên vẫn còn nằm nguyên trong tay. Nạn nhân đã bị Ingo hạ sát giữa lúc không ngờ nhất.
Văn Bình cắn môi đến tóe máu. Chiếc xe sơn trắng của Ingo không còn thấy đâu nữa. Ánh đèn sau của nàng cũng đã tan biến vào màn đêm. Điệp vụ đan mặt đã thành công vẻ vang. 8 triệu đô la và hộp phim vô giá. Giai nhân Nana đang chờ chàng trước tòa nhà 8 tầng. Nhưng sau cái hôn thần diệu với Ingo, Văn Bình bỗng cảm thấy mất hết hứng thú. Ngoài Ingo ra, vũ trụ chỉ là bắc băng dương lạnh lẽo. Văn Bình loay hoay mãi mới lái được xe rời nơi hai nhân viên IU nằm chết. Dường như da chàng và môi chàng đã biến thành nước đá. Chàng rùng mình lẩm bẩm, không khéo mình cũng đến gia nhập hội zombie cũng nên. Người thứ 8.